Các thửa đất đưa ra đấu giá đợt này gồm 2 thửa đất tại khu đồng sậy chẫm sau giai đoạn 3, xã Đan Phượng, giá khởi điểm 42 triệu trên 1m2, 67 thửa tại khu trục đường N1 tại xã Hạ Mỗ, giá khởi điểm từ 40 đến 51 triệu đồng trên 1m2, 16 thửa tại khu Đệ Nhị, xã Phương Đình, giai đoạn 2, giá khởi điểm từ 35 triệu đồng đến 41 triệu đồng trên 1m2. Đây đều là những thửa đất nằm ở các dự án đã được xây dựng hạ tầng đồng bộ gần các làng nghề truyền thống của huyện Đan Phượng.